À, Trần Nam mến chào quý bà cô chú anh chị và các bạn nha. Quay lại video tiếp theo của Trần Nam thì có một chị ở Long An giấu tên. Nam cũng chia buồn với chị luôn, là ba chị cũng mới mất khoảng một tuần nay, và cũng có nhờ Nam để mua ít đồ cũng như là ba cây bánh pía, một túi ba số với một ly cà phê sữa để cúng dùm cho chị. Cũng giống như là cầu nguyện cho ba chị á. Và bây giờ Nam sẽ mời tất cả mọi người, giống như là kênh của Nam, kênh của em Trang này, theo Nam vào bên trong nha. Rồi đợi chút xíu rồi đang kẹt xe. Rồi xe đang chạy nhiều quá. Rồi đi em. Thì Nam anh mua đồ vô cúng giùm chị khán giả ha. Chào mọi người. Nay anh Nam anh mua đồ anh cúng giùm cô khán giả. Này anh kéo cục lại mấy dao dễ quay anh không à. Bà số nữa. Anh đi ra. Đây em cầm giùm cho. Em cầm giùm cho cuốn Nam bây giờ. Chào tất cả mọi người. Chào Tiên, chào tất cả mọi người. Của khán giả nào của một chị Long An giúp tên và cũng ba của chị cũng vừa mới mất bên đạo cầu đài đó. Rồi cái này cũng giải cúng cho tên. Tâm nguyện dùng mất. Cầu nguyện á dạ, nhưng mà em cũng không biết giá gì nhiều cho nên mình lên mua đồ cúng dùng rất nhiều. Tất nhiên có lòng cũng được càng giấy ngày tháng. Thì, em mua là ba cây bánh bí á, với một gói ba số với một ly cà phê sữa. Đó, mình lấy nay ngày mấy mấy ngày tháng rồi chị nào đó gỡ bánh cầu nguyện cho ông gì đó mới mất đó tên gì cái mình thương ông giảng sanh thuốc nữa hả nào có anh mua một cái thuốc nữa ba số năm hả tại mua mấy cái này là nhờ chú và cậu thích đó bánh bía là cậu rất là thích luôn thì làm ba cái bánh bía lớn. Trái cây của Ninh Minh nhìn là phải nào biết không? Nhìn là biết trái cây của Ninh Minh là cũng trái cây hương. Cái này là của nhìn là của biết 215m rồi. Nhìn cái bông là biết à. Khán giả 15m nhờ 15m cúng giùm. Đây nhìn bông là không chạy đâu khỏi nha. Rồi đốt ba cây hương luôn anh. Ủa mấy ly khỏe chưa anh? Mấy ly đỡ rồi. Bệnh ho hay là sao anh? Về khám là khỏe hả Nam? Dạ tại vì do bị sức khỏe không thấy nó rồi tắm rồi bị nhiễm lạnh ha, cảm không? Cảm rồi ho từ lâu ngày cái kiểu như ở quê rồi cũng ngoại cũng đâu có đi cái ấy đâu, cứ mua thuốc ở gần gần đó đó. Không có đi khám bác sĩ ha. Thì xong rồi tới nặng bắt đầu đi ra bệnh viện chuyển tim rồi cái nặng quá cái bắt đầu đi thẳng Trung ương Cần Thơ. Hôm trước anh thấy một cái chị cà tút hay là một cái trang hình như của anh Kim Tiểu Long á. Anh đang luôn cảm ơn ai á, khán giả nào ở nước ngoài gửi tiền gì cho cho bé Ly á. Bé Ly 290 đô là đổi ra tiền mấy là 7 triệu. 7 triệu không? Dạ. Thấy anh đăng lên. Đã cũng sẵn qua video đây trên kênh của anh Duy Minh với kênh mọi người nè. Cũng cảm ơn cái chị khán giả mấy cái chị khán giả đó luôn. Nước ngoài. Thầy gửi 290 đô. Cho bây giờ Nam thắp nhang. Này ngày 29 là tháng 11. Bữa nay là ngày cuối cùng của tháng 11. Bữa nay ngày cuối cùng của tháng 11, bước qua tháng 12 là Tết của chú rồi. Tết đâu mà Tết. Tháng này 29 11. Tháng này là tháng thiếu. Thank you.
Ủa, về nào anh Nam? Hả? Về nào? Anh về tới hồi tối gần 7 giờ. Ở dưới đi nắng lắm sao về thấy đen vậy? Anh nóng đen thiệt luôn. À, đi dưới ngủ có được đâu. Bữa trước xuống là tới dưới là 7 giờ rưỡi tối. Rồi bắt đầu cái ngồi nói chuyện tới vòng vòng tới đâu 11 giờ. 11 giờ vô mùng ngủ cái giặt giường á. Lắc lăn cái nó kêu cột. Rồi đâu có ngủ được. Rồi bà ngoại bé Ly nằm cặp bên đối đầu nữa. Mình đâu dám đâu dám lăn đâu. Rồi bắt đầu cái hàng tư mà cái bằng thiết á. Chắc khuya nó lạnh má ơi luôn. Xương xuống nó lạnh chịu không nổi luôn. Tới đâu 4 giờ bắt đầu dậy. Thì tính ra ngủ được mấy tiếng đâu, dậy đang chuẩn bị cái đầu lấy xe chở ngoại bé Ly. Rồi đi xuống bệnh viện tái khám. Hôm nay là tạm ổn chứ. Dạ khỏe rồi anh. Rồi cũng cho mong cho em hết để 28 xuống dưới rước bé lên. Hả? Chuẩn bị 28 mình đó. 28 âm lịch mình nè. Là 29 là ra phía trường đón. Đúng rồi. Cha Long về. Giờ tới đó đi xuống dưới rước lên. Rồi lại quay tới tắm dỗ mình xuống nhà anh Long rồi. Anh đúng rồi. Về đây là coi chừng là bé Ly ở đâu là anh nông ở đó. Đúng rồi, về bắt đầu 28 là em đi là với ngoại là lên đây ở đây suốt luôn. Ông biết do anh là năm đen mà chị không biết hả? Hình như là có hát Long Xuyên, hình như đêm mùng 2 hay mùng 3 hôm qua em có gửi lên đó. Không, hát Long Xuyên hình như là đêm mùng 6 gì ở 7. Xuyên hình như mùng 7 là. Em không biết nó nhớ mùng mấy đó. Long Xuyên. Nếu mà tới đó anh có về chưa? Có anh về rồi. Về rồi hả? Về khi anh lên lại nữa chị. À. Mà đi quay mà chỗ nào cũng quay. Ừ. Còn mùng 4 hát ở Tân Trụ Long An xong là về Vĩnh Long luôn á vậy. Anh nay đi mấy bữa đến mộ chú có điều gì muốn nói không? Em hả? Nam. Lâu quá nhưng... đúng rồi. Sẵn đây á, sáng nay Nam lên thăm mộ chú là cũng chú thì rất là linh đó, và qua cái sẵn video này nè, sẵn rồi Nam cũng chia sẻ với thêm cái về cái chỗ mà bé Tường Lam đó. Tại vì bé Tường Lam nói chung là một đứa bé mà mới có 5 tuổi mấy thôi. Bé gì à? 3 tuổi hả? Biết có duyên Phật pháp đó. Đó sẵn. Sẵn đây là cũng em cũng bé thì nói chung là rất là thông minh. Đó gương mặt rất là có tâm, tại vì em đã gặp trực tiếp ngoài rồi. Gương mặt rất là trong sáng. Và bé thì em hiểu cũng nhiều về Phật. Và nói chung là nó thẳng ra là có một căn tu. Đó. Bây giờ những người mà như vậy mà có rất là nhiều kênh đang công kích, lấy tiêu đề của bé để công kích gia đình. Ta nói người đang trên đường tu học mà bị ma quỷ ám á. Thì sẵn đây mộ của chú thì chú rất là linh. Thì con cũng cầu nguyện thay gia đình bé Tường Lam. Mong là chú ở trên, chú độ cho bé Lam trên cái con đường Phật pháp. Và chú hãy kéo những cái thành phần xấu giống như là kêu mình kêu bằng tà đạo á, đang công kích và gia đình của bé, là chú hãy phù hộ cho bé Tường Lam. Dạ, cho dân ra đi, hoặc là kéo, còn không là cậu bắt đi luôn cũng được. Không, không có. Cái người tu rồi dạ. Đó, người ta sẽ cái ta lúc nào á người ta cũng bị xả giống như ông Phật ngày xưa vậy đó. Khi mà ông hồi lúc Phật các ngày xưa khi mà đi tu đó dạ. Thì ngài biết bao nhiêu quỷ ám, nhưng mà ông đâu có lấy cái ông lấy cái tâm thiện của mình để hướng lại những cái quỷ sứ đó. Dạ. Đó, người ta chứ không có lấy là gọi là lấy nhu mà để thắng cương đó. Đó thì dạ, thì cậu gắt lên nói chung là mong cậu Năm nè đậu cho bé Lam và cũng như là gia đình bé Lam. Giống như là người ta làm sống, làm kỹ xã cho người ta rồi. Lấy
cái tâm thiện của mình, mình khắc chế đi cái tâm xấu của người khác, của những gì đó là cái tâm thật. Cho nên là đừng thấy người ta chơi xấu mà mình chơi xấu ngược lại nha, thành ra là mình cũng xấu luôn. Trời ơi, cây mai của cậu bữa nay quá trời nụ luôn. Trời ơi, nè bẩm đâu có thấy có nhiều đâu, bữa nay quá trời quá đất. Bẩm thấy có, thấy có mấy hộp à? Nói rồi, nói trong vòng tuần này mà, tuần này là nó nở à. Tại hôm bữa là còn lá là thấy có cái búp nó ít xịt à. Trong vòng tuần này là nở nở ra cũng bộn đó, không có giỡn đâu nha. Rồi. Quá trời luôn nè. Quá đẹp nha, cây mai ở đây là nó xét luôn à. Và cũng qua cái video này tại mộ của cậu Năm Vũ Linh thì Nam cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Và Nam cũng mong rằng tất cả các anh chị mà đang lấy tiêu đề của bé Tường Lam mà công kích gia đình của em á, nói chung là nên dừng lại đi nha, để có một cái câu chuyện nó đi xa dính về pháp lý thì cũng không có tốt. Tại vì cũng khoảng một tháng nữa là ăn Tết rồi, thì mình hãy từ bỏ qua tất cả đi các anh chị ơi. Gia đình của bé Tường Lam thật sự cũng rất là khổ trong cái thời điểm này, tại vì từ những cái câu chuyện mà của các anh chị dẫn dắt chia sẻ sai, rồi từ đó cũng rất là nhiều người, cũng từ khán giả của những cái kênh anh chị đó rồi đưa ra một cái dư luận xấu và ảnh hưởng tới gia đình của bé Tường Lam, nói chung là rất là nhiều. Và cũng qua cái video này, Nam cũng gửi lời chân thành nhất gửi đến tất cả quý bà con cô bác đang theo dõi trên kênh của Trần Nam, và nhớ cho Nam một lượt đăng ký và một lượt like và một lượt chia sẻ, và nhớ lại để lại bình luận cho Trần Nam nha. Và Trần Nam cũng xin phép kết thúc video clip tại đây.